Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022. Chúng tôi đang có mặt tại buổi họp báo do Giám sát viên Andrew Đỗ Địa Hạt Một tổ chức trước Thương xá Phước Lộc Thọ trên đường Bonsa, Trần Hưng Đạo, thành phố Westminster, Nam California. Và để biết thêm chi tiết, chúng tôi xin giới thiệu Giám sát viên Andrew Đỗ. Ông hiện đang làm Giám sát viên Địa Hạt Một của Orange County. Xin chào ông. Ông cho biết nội dung của buổi họp báo hôm nay thưa ông. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, cho những cái thay đổi mà chúng ta thấy trong xã hội ngày nay, từ đại dịch cho tới những thay đổi luật pháp ở trong tiểu bang California, với những chương trình mà tiểu bang đã thành lập mà ảnh hưởng tới vừa y tế, về xã hội, về giáo dục, tất cả mọi khía cạnh của đời sống của trong tất cả cư dân đã được ảnh hưởng bởi những cái thay đổi này. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cái sự cần thiết mà hợp tác với những người mà có kinh nghiệm, có sự hiểu biết về chính quyền của bên nước Mỹ này để chúng ta có thể phục vụ cộng đồng một cách đắc lực hơn, một cách hữu hiệu hơn. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất mừng là chúng tôi thông báo có được sự hợp tác với luật sư Trần Thái Văn. Quý vị cũng nhớ bao nhiêu năm nay, từ 2-3 thập niên trở lại, là luật sư Trần Thái Văn đã hợp tác với cộng đồng chúng ta, đã tranh đấu rất là nhiều năm cho quyền lợi của cộng đồng. Và tới ngày nay chúng tôi rất mừng là ông sẽ làm chánh văn phòng cho chúng tôi trong vai trò bây giờ là giám sát viên của Hội đồng Giám sát Quận Cam Địa Hạt 1. Và với những cái thay đổi, và quý vị biết đầu năm nay chúng tôi đã vẽ lại cái địa hạt mà mới bây giờ đó, nó có những thành phố mà từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ mà làm việc chung với họ. Thành ra chúng tôi thấy cái sự hợp tác này với luật sư Trần Thái Văn, ngày xưa là dân biểu, ông đã thay mặt cho một số đông của những cái thành phố mà bây giờ nằm trong địa hạt của chúng tôi. Thành ra đây là một cái sự hợp tác mà chúng tôi tin rằng trong tương lai sẽ mang lại được nhiều, nhất là sức mạnh và quyền lợi cho cộng đồng chúng ta. Sau đó trong buổi họp báo, giám sát viên Andrew Đỗ đã giới thiệu luật sư Trần Thái Văn, tân chánh văn phòng giám sát viên Địa Hạt 1. Thật là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi được giám sát viên Andrew Đỗ mời cộng tác trong việc điều hành và phục vụ cư dân Quận Cam cũng như đồng hương tại Địa Hạt 1. Đúng như sự trình bày của giám sát viên Andrew Đỗ, hiện tại cư dân tại Quận Cam đang phải đối phó rất nhiều những khó khăn trong hoàn cảnh và tình thế hiện nay. Là một dân cử gốc Việt, cũng trong thế hệ trẻ của chúng tôi, giám sát viên Andrew Đỗ là một người yêu thương người dân nơi mình phục vụ một cách rất là chân tình. Ông cảm thông với những khó khăn của mọi thành phần trong dân cư Quận Cam, thể hiện qua việc làm của ông gần 8 năm vừa qua trong một cương vị là giám sát viên của Quận Cam. Hiện giờ Quận Cam có một số một trong 6 quận lớn nhất Hoa Kỳ, trong hơn 3.000 quận trên toàn quốc, với cái con số nếu mà tôi không lầm là hơn 3.2 triệu cư dân. Bởi vậy một quận một vị giám sát viên đại diện khoảng hơn 700.000 cư dân, và nói riêng về địa hạt số 1 thì chúng tôi biết là có đến 8 thành phố cũng như là hai vùng của quận, đó là Midway City và Rossmore. Bởi vậy đây là một cái công tác rất là cực nhọc, nhưng mà giám sát viên Andrew Đỗ, dù giám sát viên không có nói nhiều cũng như là không phổ biến cũng như là phô trương nhiều, nhưng mà chúng tôi theo dõi những cái công việc mà các nhân viên cũng như là các viên chức trong văn phòng của giám sát viên làm việc trong gần 8 năm vừa qua đã đạt rất nhiều những cái thành quả và kết quả. Và chúng tôi mong rằng với cái sự hợp tác cũng như là làm việc cùng với giám sát viên Andrew Đỗ và các viên chức trong địa hạt số 1, trong những năm tới sẽ cố gắng phục vụ một cách tốt đẹp và mạnh mẽ hơn nữa. Kính thưa quý khán thính giả, sau phần ngỏ lời của luật sư Trần Thế Văn, chánh văn phòng giám sát viên Địa Hạt 1, là phần ban tổ chức trả lời những câu hỏi của giới báo chí có liên quan tới những vấn đề người vô gia cư, tình trạng kinh tế khó khăn, giá cả tăng cao và vấn đề nên quan tâm hơn nữa dành cho người khuyết tật. Phan Đại Nam tường trình cho SBTN từ thành phố Westminster, Nam California.